Tôi bị đẩy ngã và nằm sõng soài trên mặt đất. Nhưng thay vì tiến lên giúp đỡ tôi, thì những người khác chỉ đứng đó và giễu cợt. Không biết là mình mập hay sao mà còn đứng chắn ngang đường của người khác vậy? Thật là chiếm chỗ mà. Tôi cắn chặt răng và làm như không có chuyện gì xảy ra. Xin chào, tôi là Stella, năm nay 17 tuổi và đang học cấp 3 tại Signature School. Hãy like và đăng ký kênh để nghe tiếp tục câu chuyện của tôi và thật nhiều câu chuyện thú vị khác nhé. Cách đây gần 2 năm, bố và mẹ của tôi đã ly hôn. Sau khi mẹ phát hiện ra bố của tôi ngoại tình, bố đã có gia đình riêng và mẹ cũng sắp sửa định cư ở nước ngoài. Khi ấy chỉ có Oscar, người bạn trai đã ở bên cạnh và làm chỗ dựa cho tôi. Anh ấy đã khuyên tôi là hãy dọn đến để sống chung với anh ấy. Nhà của Oscar rất giàu, không hề thiếu tiền, nhưng tôi không muốn trở thành gánh nặng nên ngoài giờ học ra thì tôi đều đi làm thêm. Các bạn cũng thấy mà, có đúng không? Body của tôi thuộc dạng quá khổ, nhưng thật ra trước khi biến thành bộ dạng như bây giờ, tôi đã từng có một thân hình nóng bỏng. Sau khi trải qua biến cố gia đình và stress do công việc, tôi đã mắc chứng cuồng ăn. Tôi ăn bất kể tâm trạng và thời điểm, chỉ khi cơ thể nạp nhiều calories, tôi mới cảm thấy tốt hơn. Vì thế mà chỉ sau vài năm, tôi đã chạm ngưỡng 176 pound, nhận được vô số lời bình phẩm và chế giễu về cơ thể của mình. Mỗi lần như thế, tâm trạng của tôi lại tệ xuống. Hôm nay, Oscar rủ tôi cùng đi chọn quần áo cho buổi họp mặt bạn bè sắp đến. Khi đi dạo ở trung tâm thương mại, tôi đã không nhịn được mà dừng lại ở trước cửa của một cửa hàng thời trang nữ cao cấp. Ở đó, trưng bày một chiếc váy màu đỏ vô cùng lộng lẫy, có lẽ là được lấy cảm hứng từ hoa hồng. Bây giờ, tôi nghe được giọng nói đầy bỡn cợt của Oscar. Đi thôi, ngắm cái gì mà ngắm, dù sao em cũng không mặc vừa mà. Em muốn vào xem một lát. Hey, những cái bộ quần áo sang trọng như vậy, em mặc lên chỉ tổ làm nó xấu đi thôi. Cuối cùng, tôi cũng không đặt chân vào cửa hàng thời trang đó. Ngay cả một bộ đồ, tôi cũng không được mua. Buổi gặp mặt được diễn ra vào cuối tuần. Tôi đã thử hết số váy vóc mà mình có, nhưng không một bộ nào vừa người cả. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì chúng đều là những bộ váy cũ của tôi. Lúc tôi chỉ nặng khoảng 80 mấy pound. Có lẽ do chờ quá lâu, Oscar đi vào với bộ đồ xanh điệu của anh ấy và tỏ ra vô cùng gắt gỏng. Em nhanh lên. Em không tìm được bộ quần áo nào phù hợp. Em cứ mặc đại cái gì đi, người như em á thì không có ai thèm để ý đâu. Cảm giác buồn bã lại dâng lên, khiến tôi không kiềm chế được mà muốn khóc. Nhưng tôi không phản ứng lại lời của anh ấy mà chọn một bộ đồ vừa người rồi thay nó. Khi đến nơi, buổi tiệc với đầy ánh đèn neon đủ màu sắc, tôi rụt rè đi ở bên cạnh của Oscar vì đang có vô số ánh nhìn phóng về phía của chúng tôi. Lúc này, một người có vẻ là bạn của Oscar tiến đến. Ê yo, đến rồi à Oscar? Tao có thể vắng mặt được sao? Đây là... Bây giờ, cậu ta mới chú ý đến sự hiện diện của tôi. À, đây là bạn gái của tao, Stella. Chào hỏi đi. Xin chào. Xin chào. Em đi lại đằng kia kiếm chút gì ăn đi. Tôi ra chào hỏi bạn bè. Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Còn đi chưa xa thì đã nghe được giọng nói chói tai của anh chàng Henry. Lâu nay mày không chịu giới thiệu bạn gái với bọn tao, làm cho bọn tao còn tưởng là do cô nàng quá xinh đẹp nên mày mới giấu kỹ như thế. Làm sao? Không phải là lúc trước Violet vừa xinh đẹp lại vừa có thân hình bốc lửa thích mày sao? Sao lại đi từ chối rồi yêu cái cô như thế kia chứ? Tôi không dám nán lại và tiếp tục nghe những lời sau đó. Chỉ còn biết đứng thẫn thờ ở trước một bàn đầy thức ăn. Tâm trạng bỗng tụt dốc đã nhanh chóng thay đổi khi tôi ngửi được mùi thơm từ các món ăn ở trên bàn. Đây là ai thế? Ăn uống mất lịch sự quá. Không quen, hay là cô ta lén chạy vào đây để ăn trực? Nhìn cái body kia là biết tỏng rồi. Không phải, tôi là bạn gái của Oscar. Nói cái gì mà hài hước vậy? Oscar đẹp trai và phong độ như thế, sao có thể hẹn hò với một bà thím xồ xè và xấu xí như cô được? Thậm chí, tôi còn nghe được tiếng cười khinh khỉnh của những người ở xung quanh. Tôi vô cùng tức giận, may là Oscar đang đi về phía này. Oscar! Chuyện gì vậy? Cô ta bảo mình là bạn gái của cậu đấy. Coi buồn cười chưa? Cô ấy là bạn gái của tôi. Một câu nói của Oscar đã khiến cho tất cả người ở bữa tiệc cực kỳ kinh ngạc. Nhưng nhờ nó mà việc đôi co vừa rồi cũng kết thúc. Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, thì lúc tôi đang đi ở phía sau của Oscar thì chợt bị một bàn chân ngáng đường. Oscar, giúp em. Em cũng đã biết mình không nhỏ nhắn gì rồi mà còn không chịu đi đứng tử tế nữa. Không phải, là có người đưa chân ra. Còn chưa đủ mất mặt hay sao? Mau đứng lên. Thái độ của Oscar đã khiến tôi vô cùng tổn thương.
và tôi rõ ràng bắt gặp được vẻ mặt đắc ý của mấy cô nàng ở trong bữa tiệc. Sau đó, chúng tôi tụ lại thành một nhóm và bắt đầu chơi trò chơi, quy định là ai thua sẽ bị phạt rượu. Tửu lượng của tôi rất kém và tôi cũng không thích uống rượu. Oscar biết rõ điều đó. Tôi ngồi ở phía bên trái của anh ấy và bên phải là một cô nàng vô cùng xinh đẹp. Tôi biết tên của cô nàng là Violet. Có lẽ là do tôi quá nhạy cảm. Lần này, người chơi thua bài là Violet. Nhưng thay vì uống rượu, cô nàng lại quay sang cầu cứu Oscar bằng giọng điệu nũng nịu. Oscar, em không muốn uống rượu. Vậy em ủng hộ cô ấy đi, Stella. Sao cơ? Tôi thật sự không thể giấu được sự kinh ngạc. Tôi bảo em uống. Nói rồi, Oscar đưa ly rượu đến trước mặt của tôi. Và tôi cố kìm nén cơn giận dữ của mình. Tôi chịu đủ rồi. Sau khi bữa tiệc kết thúc và cả hai quay về nhà, tôi đã lớn tiếng với Oscar. Oscar, suốt cuộc em có phải là bạn gái của anh không thế? Em lại nổi điên cái gì? Anh biết là em không uống được rượu, nhưng vẫn ép em uống thay cho người khác. Còn ở trước mặt của em mà ôm ôm ấp ấp. Em chỉ toàn làm quá lên thôi. Uống có tí rượu thì có làm sao? Tôi và Violet là bạn cũ. Bạn cũ gặp lại sẽ không tránh khỏi việc ôn lại chuyện xưa. Hơn nữa, người ta cái gì cũng hơn em. Em ghen tuông vớ vẩn cái gì chứ? Anh, tên khốn này, anh nói vậy mà nghe được à? Tên khốn, em hãy nhìn lại em xem. Vừa mập mạp, lại vừa nhếch nhác. Em nghĩ là bây giờ, mình còn xứng với tôi sao? Là ai? Là ai? Trước kia, hứa sẽ luôn chăm sóc và che chở cho tôi. Bớt nói nhảm đi. Nếu em còn muốn gây chuyện, thì trong vòng một tháng, thân hình của em không quay lại được như xưa, thì chúng ta chia tay. Bởi vì không buông bỏ được Oscar nên kể từ hôm đó, tôi bị anh ấy ép thực hiện chế độ giảm cân vô cùng khắc nghiệt, không được ăn món fast food và chứa nhiều calories. Cậu ấy còn đặt ở trên mạng một cái khóa tủ lạnh hòng ngăn tôi ăn những thứ không tốt cho sức khỏe trong lúc mà anh ấy vắng nhà. Đồ ăn vặt cũng bị cho vào tủ và khóa lại. Thậm chí, tất cả tiền của tôi đều bị anh ấy tịch thu. Tôi chỉ được phép ăn salad, hoa quả và uống nước lọc. Tôi còn phải bỏ lớp học thêm và công việc bán thời gian để đi tập gym. Hôm nay, tôi chỉ được phép ăn một quả táo vào buổi sáng, rồi lại gấp gáp đến phòng gym. Tôi rất đói và thèm ăn, tưởng chừng như mình sắp phát điên lên khi trông thấy đồ ăn mà người khác đang ăn. Suýt chút nữa, tôi đã cướp đồ ăn từ tay của họ. Sau khi vật vã với các loại máy tập, tôi thay đồ và quay lại trường học. Đúng lúc, giáo viên đang phát đồ ăn vặt cho cả lớp. Tôi vươn tay ra, tựa như hổ đói đang thèm thuồng. Nhưng đến khi định nhận lấy thì... Cảm ơn Cô ơi, Stella không ăn mấy thứ này đâu. Cô ấy đang giảm cân ạ. Oscar đã giật lại chúng từ tay của tôi và đưa lại cho cô ấy. Lời nói vừa rồi cũng khiến cả lớp xôn xao lên. Không ngoài dự đoán, tôi nghe được hàng tá lời trêu ghẹo ác ý từ các bạn học của mình. Và không nói một lời nào như thường ngày. Giờ ăn trưa, cơn đói đã khiến tôi gần như không kiểm soát được bản thân. Tôi nhào đến quầy thức ăn và ăn ngấu nghiến chúng. Là Oscar đã ngăn tôi lại. Stella, em hãy nhìn bộ dạng bây giờ của em và xem mình còn giống con người nữa hay không. Hơn nữa, tôi đã bảo là em chỉ được ăn hoa quả và salad thôi mà. Ai cho em ăn những thứ này hả? Nhưng mà em rất đói Oscar à. Em muốn chúng ta chia tay sao? Không. Mọi việc chỉ kết thúc khi tôi nghe lời mà ăn hết đĩa salad của Oscar mua cho. Sau giờ học, Oscar nói rằng gia đình của anh ấy muốn mời tôi về nhà ăn cơm và ngủ lại qua đêm. Sáng hôm sau sẽ cùng đi chèo thuyền. Biệt thự của gia đình Oscar rất lớn và sang trọng. Tôi gần như bị choáng ngợp bởi nó. Trên bàn ăn, ở trước mặt của mỗi người là một phần bò bít tết thượng hạng. Tôi thèm thuồng đến mức chỉ trực chờ để nhào vào ăn nó. Nào là súp khoai tây, nào là mì ý sốt kem, còn có cả món trứng cá tầm thượng hạng nữa. Tôi nghe mẹ của Oscar bảo sau bữa chính sẽ có cả tráng miệng và cocktail. Giúp việc đâu, mau đổi phần ăn của cô ấy thành salad. Oscar, chỉ hôm nay thôi, em muốn ăn thịt. Không được, salad mới tốt cho em. Sao con lại không cho con bé ăn thịt? Mẹ à, cô ấy bị mỡ trong máu. Bác sĩ dặn là nên hạn chế ăn thịt, cá. Ăn nhiều rau và hoa quả mới tốt cho sức khỏe, đúng không Stella? Đúng vậy thưa cô. Tôi chỉ có thể hùa theo câu chuyện bịa đặt của Oscar và cố ăn hết đĩa salad mà đối với tôi, nó không khác gì là giấy. Sáng hôm sau, tôi cố tỉnh dậy muộn hơn để không phải ăn sáng cùng với gia đình của Oscar. Theo sự dặn dò của Oscar, cô đầu bếp đã chuẩn bị cho tôi một quả chuối. Gần đây cả người của tôi đều không có sức, đầu thì lúc nào cũng có cảm giác choáng váng. Sau khi lấy thuyền và mặc áo phao, tôi, Oscar và đứa em trai 7 tuổi của anh ấy
cùng chèo chung trên một chiếc thuyền súp. Mới đầu, mọi chuyện còn rất yên ổn, nhưng lúc sau, cậu em trai của Oscar cứ không chịu ngồi im và khiến chiếc súp mỏng manh lắc lư dữ dội. Nhóc à, nếu em còn làm như thế nữa, thì thuyền của chúng ta sẽ bị lật đó. Chị nói nhiều quá. Cậu em trai của Oscar chỉ vừa dứt câu thôi, thì chiếc thuyền đã nghiêng hẳn sang một bên rồi lật xuống. Dù súp vẫn đang nổi, nhưng cả ba đều rơi xuống nước. May là chúng tôi có mặc áo phao. Tất cả là tại chị, do miệng chị suối quẩy đấy. Em còn dám đổ lỗi cho người khác, rõ ràng là do em. Im miệng, không phải do em thì là do ai nữa? Tại em quá nặng nên thuyền mới bị lật đó. Sau đó, Oscar không thèm đếm xỉa đến tôi đang mệt mỏi chống chọi ở trên mặt nước, mà ôm cậu em trai và bơi vào bờ. Mà hơn nửa tiếng sau, tôi mới có thể tự mình lên được đất liền. Kết quả là sáng hôm sau, khi đến trường, tôi mệt mỏi đến mức chỉ có thể nằm sấp ở trên bàn học. Ngay cả bài giảng của giáo viên cũng nghe không vô. Đến giờ ăn trưa, vốn muốn xuống phòng y tế để nằm nghỉ ngơi một lát, nhưng chỉ vừa mới đứng lên thì đầu óc của tôi đã quay cuồng rồi lăn ra ngất. Khi mở mắt ra lần nữa thì tôi đã thấy bản thân nằm ở trong phòng y tế rồi. Em không thể khiến người khác bớt lo được à? Tôi mới nhận ra là Oscar đang ngồi ở bên mép giường của mình. Hôm qua tôi đã ở dưới nước gần cả tiếng đồng hồ. Có nhiều đó thôi mà cũng đổ bệnh. Tôi tưởng người khổng lồ như em thì phải mạnh khỏe lắm chứ. À mà đúng rồi, dù có bệnh thì em cũng không được viện cớ mà trốn tập đâu đấy nhá. Lúc này tôi gần như đã mất hết hy vọng và tình yêu với Oscar. Suốt bao nhiêu năm qua, dù anh ấy có quá đáng đến cỡ nào thì tôi cũng sẽ cố nhịn. Oscar, bây giờ đến lượt tôi nói. Chúng ta chia tay đi. Em nói cái gì? Em lặp lại lần nữa xem nào. Tôi nói là chúng ta chia tay đi. Tôi hết chịu nổi anh rồi. Tôi đã dọn khỏi nhà của Oscar và thoát khỏi cuộc sống địa ngục kia. Từ bây giờ, tôi đã có thể tự do ăn uống những thứ mà mình thích. Tôi đi đến một nhà hàng 5 sao. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi bước vào một nơi sang trọng và xa xỉ như thế. Trước kia, vì không muốn dựa dẫm vào Oscar nên tôi đã luôn sống tiết kiệm và hà tiện. Nhưng bây giờ thì không cần thiết nữa rồi. Stella! Xui xẻo làm sao khi tôi đụng trúng Oscar ở nơi này. Trùng hợp quá, xin chào. Đi bên cạnh còn có cả cô nàng Violet nữa. Ai cho em ăn những thứ này hả? Tôi ăn gì là chuyện của tôi, anh không có quyền xen vào. Vừa nói, tôi vừa cắt một miếng bò bít tết rồi bỏ vào miệng. Không ngờ là ngay sau đấy, anh ta lại chợt nắm lấy tấm khăn trải bàn rồi dùng lực rút nó ra, khiến cho tất cả mọi thứ ở trên bàn đổ sạp xuống đất. Anh bị điên à? Bảo vệ đâu rồi? Mau đuổi tên này ra ngoài. Dù cả hai đã chia tay, nhưng Oscar vẫn không có ý định buông tha cho tôi. Đương nhiên là sau đó, anh ta và cô nàng Violet đã bị tống cổ ra khỏi nhà hàng. Tôi và Oscar chấm dứt mối tình này. Nghĩ thử mà xem, nếu sau này đụng mặt nhau ở trường thì chắc là khó chịu lắm. Nhưng may là không lâu sau, tôi đã theo mẹ của mình sang nước ngoài để định cư. Khi ở với mẹ, tôi được dạy lối sống cân bằng và lành mạnh hơn, được ăn những món ăn ngon nhưng vẫn rất tốt cho sức khỏe. Cho dù có lỡ ăn món chứa quá nhiều calories thì cũng không sao cả. Mỗi ngày đều đặn chạy bộ và đến phòng gym. Chắc là các bạn cũng đang tò mò Oscar bây giờ ra sao rồi, có đúng không? Lúc tôi gặp lại anh ấy thì đã là hơn một năm sau, vào buổi họp mặt bạn bè cũ của cả hai chúng tôi. Thật ra thì ban đầu tôi không hề nhận ra anh ấy, bởi vì Oscar của bây giờ đã biến thành một chàng trai mũm mĩm. Tôi nghe được kể lại là sau khi tôi rời đi, Oscar đã buồn bã và suy sụp rất nhiều. Cũng không hiểu vì sao anh ấy lại bắt đầu ăn uống mất kiểm soát. À, lần này anh ấy cũng có dẫn cả bạn gái đến. Và cô ấy có hình thể khổng lồ, không khác gì tôi hồi trước cả.